chuyện ngày xưa có người con hiếu thảo, một kiền liên dùng sao phép nhiệm màu soi rọi âm ti a tỳ địa ngục. Thấy mẹ già quá thân nơi ngạ quỷ, mẹ già đói rét tiêu tùy sáng sơ, một kiện liên dâng cơm cho mẹ, nhưng tiền căn chưa dứt mẹ già con lòng tham, cơm chưa đến miệng đã thành lửa đỏ tiêu tàn. Một kiện liên nghe lòng đau xót quá, người cầu xin Phật Tổ giúp giải nàng. Đức Phật Quang Minh, Đức Phật bảo rằng mẹ của người sống bao năm trần thế, nặng nề nghiệp chướng tội tình lún sâu, thì làm sao đơn thân dài nạn. Dẫu thần lực tinh công phải nhờ mười phương tăng, cao sâu đứng đồ mới cứu mẹ khỏi chốn a tì. Ngày rằm tháng bảy là ngày tư tư hàng năm, mười phương tăng sao kiết hạ tu về, nghe lời Phật dạy bày thức ăn trăm món, cùng trái cây năm màu cúng dường tam bảo câu kinh. Nhờ thần lực công đức của mười phương thánh tăng, với lòng hiếu thảo vô bờ luôn tôn thờ mẹ cha, một liên dài cứu mẹ già thoát dòng dây nghiệt ngã, được giải nạn mẹ về nơi cõi trời. Chuyện một liên cứu mẹ xa xưa đó, Phật dạy ta phải hiếu thảo ngoan hiền. Đức Phật khuyên rằng hiếu đạo làm đầu, sống trên đời nhớ công ơn phụ mẫu, phụng thờ mẹ cha trọn đạo hiếu nhân. Phận làm con thương cha thương mẹ, như ngày một kiến liên người đời còn lưu danh, công ơn sinh thành chỉ bằng biển lớn sông dài. Rằm tháng bảy là ngày tư tư hàng năm, mười phương tăng sao kiết hạ tu về,
nghe lời Phật dạy, bày thức ăn trăm món cùng trái cây năm màu, cúng dường tam bảo câu kinh. Nhờ thần lực công đức của mười phương thánh tăng, với lòng hiếu thảo vô bờ luôn tôn thờ mẹ cha, một liên dài cứu mẹ già thoát dòng dây nghiệt ngã, được giải nạn mẹ về nơi cõi chuyện. Một liên cứu mẹ xa xưa đó, Phật dạy ta phải hiếu thảo ngoan hiền. Đức Phật khuyên rằng hiếu đạo làm đầu, sống trên đời nhớ công ơn phụ mẫu, phụng thờ mẹ cha trọn đạo hiếu nhân. Phận làm con thương cha thương mẹ như ngài một kiên liên, người đời còn lưu danh công ơn sinh thành, di bằng biển lớn sông dài. Người đời còn lưu danh công ơn sinh thành, di bằng biển lớn sông dài. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha. Phật tử khắp nơi nay về đây dự lễ, ai cũng thật trang nghiêm khi cài đó qua hồng. Tay chắp như cành sen con thành tâm, thoáng nghe thầy tổ đã cho mình
báo đáp tư ân là bổn phận ta giữ gìn. Dù có ngược xuôi trên vạn nẻo đường xa cách, nhưng quý Phật tử ơi hãy nhớ đi chùa trong mùa đại lễ Vu Lan. Cầu sông đường thừa hương phước bình an, cầu quốc thời an khang ngày Phật trời quang hỷ. Bởi có câu mái chùa che chở hồn dân tộc, nhịp sống muôn đời của tổ tiên. Hạt mưa thu thảm sầu cõi lòng, nghe tiếng chuông Vu Lan trong chùa ngân vang, làm tôi càng miên man với bao nỗi niềm chứa chan. Lòng gian lòng từ đây khắc ghi những lời pháp âm của tăng ni dạy tu hồng, làm cho cõi lòng an vui không dương khổ lụy mê muội. Lời kinh khắc đậm trong tâm, từng câu kể trong mùa Vu Lan. Khi con ve sầu cất tiếng nỉ non trên cành cây trong mùa báo hiếu, như hòa quyện âm vang như cung đàn réo rắt, lúc nhạc lúc khoan khi trầm khi bóng, làm lắng động lòng ta qua lời pháp siêu. Truyền tích dân gian có Vu Lan chức nữ, muốn hội ngộ tương phùng phải nói nhịp cầu duyên. Còn ta muốn quay về bên ánh đạo thiên liêng, cũng phải tích tạo phước duyên cận kề ngôi tam bảo, để được trang nghiêm tinh thần người con hiếu thảo. Bao hiếu Vu Lan thì ta phải đi chùa tu phước gieo nhân ân cần nghe pháp đền đáp nghĩa sanh. Thành người con biết tu hành nương dòng pháp đức như lai. Khi đó hoa ta cài trên ngực áo, dù trắng hay hồng cũng phải nhớ nghĩa sâu hơn. Nghe kinh phụ mẫu báo ân, rừng rừng ngắn lệ lòng băng khoăn nghẹn ngào. Nhớ thuở nào Đức Phật đảnh lễ đông xương khô, để tưởng niệm ân mẹ cha trong nhiều kiếp. Hôm nay nói tiếp gương ngày, chúng còn nhớ hoài mùa báo hiếu Vu Lan.
đệ tử chúng con xin kính dâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng bảy gặp ngày lễ hội Du Lan, đốn hương đánh lễ mười phương, tam thế Phật pháp thành hiền, nói gương đại hiếu đức mục kiền liên, nguyện làm con tháo suốt đời ngoan hiền. Mẹ cha ta công xin thành dưỡng dục bao la, cao tựa non lớn tựa biển trời, cả một đời vất vả vì con. Phận làm con luôn ghi già đắp đền công lao, mẹ sinh cha dưỡng để ngày Du Lan cài đóa hoa hồng lên ngực nghe lòng hân hoan. Đệ tử chúng con xin kính dâng lời Phật dạy, trọn đời hiếu thảo một lòng thương mẹ thương cha, chắp tay khấn lại mười phương cầu xin Phật pháp độ trì, cho cha mẹ sống suốt đời cùng con, cho con đáp đền ơn nghĩa vuông tròn. Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặp ngày lễ hội Du Lan, đốn hương đánh lễ mười phương, tam thế Phật pháp thành hiền, nói gương đại hiếu đức mục kiền liên, nguyện làm con tháo suốt đời ngoan hiền. Dưỡng dục bao la, cao tựa non lớn tựa biển trời, cả một đời vất vả vì con. Phận làm con luôn ghi già đắp đền công lao, mẹ sinh cha dưỡng để ngày Du Lan cài đóa hoa hồng lên ngực nghe lòng hân hoan. Đệ tử chúng con xin kính dâng lời Phật dạy, trọn đời hiếu thảo một lòng thương mẹ thương cha, chắp tay khấn lại mười phương cầu xin Phật pháp độ trì, cho cha mẹ sống suốt đời cùng con, cho con đáp đền ơn nghĩa vuông tròn. Mười phương cầu xin Phật pháp độ trì, cho cha mẹ sống suốt đời cùng con, cho con đáp đền ơn nghĩa vuông tròn.
chèo. Thơ huyền cầu chùa hát mai có hương đạo đức nguyện muôn loài quy phục tự hương tất cả nhân linh trong con thức sư Phật tự sanh lục đạo tập lỗi cô hồn chiến sĩ chẳng mong đạo tạo tự nàng qua nhãn thương lương bước ra đạo cả nghe thức nghe kể sớm có tượng thể sinh về cực là cô huyền ngắm siêu hương thành ấy hà tâm pháp giới chúng sanh tề thành Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả những Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả những Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
nhận dùng rơm tinh tre cùng tất cả quý thánh đức Phật tử có mặt hiện diện nơi tam bảo chánh điện đạo tràng chùa Hoàng Mai sáng hôm nay để tham quán. Kính thưa ni sư cùng quý Phật tử, hôm nay là ngày 26/7/2022 dương lịch 2022. Theo truyền thống hàng năm, nơi đạo tràng chùa Hoàng Mai núi Diêm Bà Rịa Vũng Tàu, quý sư cùng chư tăng được Phật tử gần xa, trẻ con người của lớp Phật cùng bước để tạo lập tác phước buổi lễ Vu Lan Thắng Hội theo mùa Vu Lan báo hiếu. Hôm nay với tinh thần của người con Phật và tinh thần pháp lữ, ni sư chẳng quản tuổi cao sức yếu, tùy tùng cùng với gia đình của cô định về đồng thăm ước nhận từ về quý vị gia đình và quý Phật tử là những người môn đệ của chùa Huệ Nhãn, là đệ tử của ni sư về đây. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, ni sư cùng quý Phật tử bằng tâm thành chí nguyện hướng trọn lòng mình để tâm thanh tịnh hướng về ba ngôi tam bảo trong buổi sáng yên bình nơi cạnh núi rừng hùng vĩ của ngọn núi Thiên núi Diêm nơi đây. Giờ đây những người đệ tử Phật đang lắng lòng thanh tịnh thành kính dâng lên tịnh tài và phẩm để cúng dường mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Ngõ hầu đem phần công đức phước hạnh này hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền được tăng phước tăng thọ, và đặc biệt là được năm phước báo, đó là sắc tốt, an vui, sức khỏe, trí tuệ. Và cha mẹ quá giảng cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý Phật tử, nhờ tấm lòng và công đức này mà được nương nhờ phước lành vãng sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Giờ đây sư xin thay lời cho ban tổ chức đại lễ Vu Lan chùa Hoàng Mai núi Diêm Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như thay lời cho chư tăng Nam Bổn Tự, quý sư xin hoan hỷ dọn nạp tịnh tài và phẩm cũng như ấm lòng thành kính của ni sư và tất cả quý Phật tử đang hiện diện nơi tam bảo chùa Hoàng Mai sáng hôm nay. Cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư sơ thần hộ pháp, bát bộ kim cang nơi vùng núi Diêm này hiển linh giờ phút này, quan giáng đạo tràng chứng minh công đức và gia hộ cho ni sư sức khỏe an khang, thân tâm thường lạc, Phật sự biến thành. Và cầu nguyện ở trên thì từ chứng minh công đức và gia hộ cho quý Phật tử được phước huệ trang nghiêm, tinh tấn tu hành và dẫn theo lời Phật dạy để làm tròn bổn phận hiếu đạo của người Phật tử tại gia, cũng như là trọn phần công đức nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Giờ đây quý sư xin hứa cả và dọn nạp phẩm lễ cúng dường hôm nay, cầu nguyện cho tất cả đều được vạn sự an lành, tiếp từ như ý. Nam mô Công Đức Long Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Lan Nguyên Khởi Tôn Giả Đại Hiếu Phục Hiền Viên Bồ Tát Đạt Đại Nhân Thân Bồ Tát. Trong sư tầm của mình
trước khi đi sư dự Phật tử để Phật sau thì sư có quay lại xin quý vị quan thị thì hôm qua ai thấy như sư và quý Phật tử mà lên đây dự lễ bằng cái tâm thành chí nguyện cũng như là mặt phương tiện ở chùa Hùng Tượng của đạo tràng chùa Hàng Mai thì bằng cảnh đến muốn ngon mà quý sư cũng cố gắng hết sức mình nhưng không làm sao tránh khỏi những điều sơ thất để nhất là nơi chỗ nghỉ không có được chú đáo đến với Phật tử nên giờ đây cũng tham gia tổ chức một lần nữa xin chân thành xin giải quyết